Tình trạng hạn hán kéo dài tại Tunisia đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đe dọa an ninh lương thực và nguồn nước tại quốc gia này. Thời gian vừa qua, Tunisia đã trải qua một đợt hạn hán tồi tệ nhất từ trước tới nay. Nhiều người dân tại quốc gia này đã phải cắt giảm sử dụng nước khoảng 7 giờ một ngày để giúp giảm bớt áp lực của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, quyết định mới có nguy cơ gây phản ứng trái chiều khi mà người dân đang phải đối diện với thực trạng lạm phát cao và chưa được hưởng nhiều phúc lợi xã hội. Sử dụng giếng địa phương là nơi tận dụng nguồn nước duy nhất của mình. Bà mẹ bốn con Samira Onmen, 54 tuổi, đã tận dụng số nước ít ỏi đã được lọc để làm mọi việc từ nấu ăn đến dọn dẹp. Chúng tôi khổ sở vì thiếu nước và không thể giặt quần áo trong nhiều ngày. Chúng tôi chỉ biết chia sẻ nước cùng với những người hàng xóm khác khi còn có thể tại khu vực đập Sidi Salem ở phía bắc Tunisia là nguồn cung cấp nước uống chính cho một số khu vực đã giảm xuống chỉ còn 16% so với công suất tối đa 580 triệu mét khối trước đây. Chúng tôi đang rất khổ sở và không cần gì khác ngoài nước vào lúc này. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp Tunisia đã cấm sử dụng nước uống được để rửa xe ô tô, tưới các khu vực cây xanh và làm sạch đường phố cũng như những nơi công cộng, những người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc phạt tù lên tới 6 tháng.